Xin chào anh em nhé, mình là Phương Nora và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hacom. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh này cũng đến, đó là ngày mình tự mình build một chiếc PC hoàn chỉnh mà không có sự giúp đỡ của Hoàng. Và mình cũng vừa mới làm nail xong nữa. Không biết là nó có dễ dàng không đây, nhưng mà thôi, tự thân vận động thôi đúng không nào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một bộ PC với mức giá dễ tiếp cận hơn, đỡ cháy ví các anh em nhiều hơn một chút. Và các bạn vẫn được sở hữu con chip CPU thế hệ thứ 12 của Intel, đó là i5-12600K. Một con chip được đánh giá là hiệu năng trên mức giá ổn nhất hiện nay. Mức giá của em nó khoảng chắc là khoảng 6-7 triệu gì đấy, tầm đấy mình cũng không nhớ rõ. Và bộ PC này thì các bạn sẽ phải mất khoảng hơn 40 triệu để các bạn có thể build được nó thôi. Để bù đắp lại với mức giá ổn định như vậy thì các bạn sẽ không có đi nước custom này, rồi là không có những RAM 5 này. Bọn mình sẽ chọn RAM 4 và tản nhiệt khí này, rồi mainboard với cả là card sẽ đến từ ASUS. Chúng ta sẽ có 3060 KO và mainboard RAM Z690D4. Thì dòng RAM này cũng được đánh giá là một dòng cũng khá là rẻ và rẻ nhất hiện nay trong dòng Z690 rồi. Thì chính vì thế mà chúng ta sẽ có mức giá tốt hơn dành cho các anh em. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp em CPU i5-12600K này nhá. Em i5-12600K này thì được đánh giá là một nhân thế hệ thứ 12 với hiệu năng trên mức giá khá là ổn hiện nay, và chơi game và phục vụ khá tốt cho anh em. Và nó cũng là con chip mà rẻ tiền nhất hiện nay với thế hệ thứ 12 rồi đúng không nào. Bên này thì mình thấy cũng tương đối đầy đủ các cổng kết nối. Và màu sắc chủ đạo của nó sẽ là đen và bạc thôi. Một cái nhiệm vụ mà từ trước đến nay lắp PC mình hay kiểu nhờ Hoàng lắp hộ ấy, đấy là cho chiếc CPU vào trong mainboard. Bởi vì là mình rất sợ cái đoạn này mình sẽ làm hỏng cái chân chip. Theo những kiến thức mà mình vẫn còn nhớ của Hoàng nhá, đấy là trên chiếc CPU này thì chúng ta sẽ có một cái điểm để mình có thể lưu ý để lắp được vào trong này, đó là cái tam giác ở góc này. Thì chúng ta ướm xem chỗ nào trên chiếc mainboard này có cái tam giác này thì chúng ta có thể lắp được. Đây rồi. Rồi. Ôi, chưa gì nó bung ra rồi. Bung nhanh quá vậy. Dạo này có vẻ đã kiểu dạn tay hơn rồi đấy. Bây giờ chúng ta đã có chip vào trong main rồi. Chiếc CPU i5-12600K này thì có 10 nhân và 16 luồng, trong đó sẽ có 6 nhân mạnh và 4 nhân yếu, 6 nhân P và 4 nhân E đấy. Thì các bạn cũng biết là nếu mà các bạn theo dõi những cái tin tức về dòng Intel thế hệ thứ 12 thì các bạn cũng biết cái sự phân chia nhân này cũng là một cái cải tiến trong công nghệ của Intel để giúp cho cái việc mà các bạn anh em game thủ ví dụ chạy một phần mềm thứ ba để livestream này, hoặc là dùng nhiều tác vụ khi mà livestream nó sẽ không bị giảm hiệu suất quá nhiều, bởi vì chúng ta sẽ có nhân yếu để có thể hỗ trợ các bạn chạy những cái phần mềm phụ bên ngoài mà hiệu suất chơi game vẫn có thể đảm bảo được. Vâng, và như lúc nãy mình đã giới thiệu thì chúng ta để có thể tiết kiệm chi phí thì chúng ta sẽ sử dụng RAM DDR4. Đây là một chiếc RAM GSQ. Đáng lẽ là mình nên chọn một chiếc RAM màu đen nhỉ, cho nó hợp với tổng thể. Nhưng mà không sao, coi như đây sẽ là một điểm nhấn của chiếc PC này. Mình sẽ để vào khe 2 và khe 4, theo như lời thầy Hoàng thì là như vậy. Đây. Rồi. Rồi. Cái này nó chỉ có một bên lẫy nên là mình chỉ nghe thấy một tiếng tách thôi. Nó vào chưa nhỉ? Rồi, ok. Đấy, nhìn mọi người thấy có điểm nhấn không? Tự nhiên một chiếc RAM màu đỏ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp SSD. Thì cái này thì bọn mình sẽ tự trang bị cho em nó một chiếc SSD 2TB. Dung lượng khá là khủng đấy. Từ lúc mình làm bộ nail này, ai thông báo cũng bảo là rồi, làm nail như này xong rồi lắp PC kiểu gì. Bởi vì tối thứ 6 hàng tuần bọn mình còn livestream nữa. Nhưng mà mình hy vọng là cái sự làm đẹp này của mình nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà mình làm việc cả. Mọi người đừng quên là sẽ theo dõi kênh chính từ fanpage cho đến kênh YouTube của Hacom để có thể là xem những bộ PC mà chúng mình sẽ build lên để có thể phục vụ với cả trả lời những cái thắc mắc của các bạn trong chính những buổi livestream đấy luôn. Và mình nhận thấy là các bạn cũng rất là yêu công nghệ và có khá là nhiều câu hỏi. Lát nữa sau khi mà lắp xong thì bọn mình sẽ test một vài cái tựa game phù hợp với cả con chip này. Với cả là mình cũng sẽ test thêm cả cái phần mềm livestream như kiểu là mình đã giới thiệu từ đầu á, là nó xem em nó sẽ hỗ trợ như thế nào và có bị giảm hiệu suất khi mà chúng ta vừa livestream và vừa chơi game hay không. Mình thấy các bạn đề nghị khá là nhiều những cái tựa game ở trong các livestream mới hiện nay. Nhưng mà lát nữa thì mình sẽ xem là anh Điện sẽ, anh kỹ thuật sẽ cho mình tựa game nào thì mình sẽ test thử nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự khó khăn của việc làm nail khi mà lắp PC, đó là mình sẽ phải lắp một con ốc nhỏ như thế này. Trời ơi.
Con ốc này có thể dùng tô vít được không ạ? Có đúng không? Hôm nay bởi vì là mình lắp đồ thì nó cũng ít thôi. Các bạn nhìn thấy trên bàn này cũng chỉ có 2, 3, 4 hộp. Nhưng mà mình chọn một cái vỏ cây rất là to. Bởi vì mình biết là mình nếu mà tự lắp thì sẽ rất là khó khăn. Nên mình sẽ chọn một cái vỏ cây để nó có một cái không gian rộng. Để mình có thể dễ dàng lắp đặt hơn. May quá là có cái ốc vít nhỏ này nó hỗ trợ cho mình được những cái lúc mà phải lắp những cái ốc nhỏ nhỏ ấy. Mình đỡ phải bận tay. À các bạn ơi, đúng rồi. Còn một cái rất là quan trọng mà mình phải nói đến đó là chiếc Winbot này thì nó sẽ có một cái chặn main như này chứ nó không có sẵn cái phần ở đây. Cũng một phần để tiết kiệm chi phí cho mọi người luôn. Và cái phần này rất là quan trọng, mọi người đừng có quên nhá. Hãy niệm thần chú của mình là đừng quên chặn main. Chúng ta sẽ có một chiếc bản nhiệt khí đến từ Cooler Master có tên đó là MA624 Steel. Ô, con tản này cũng khá là to đấy mọi người. Xem nào, đếm ra thì đây sẽ là khoảng thứ 4, thứ 5 gì đấy mình tự build PC. Nhưng mà vẫn cần sự hỗ trợ của mọi người rất là nhiều. Bởi vì chả nhớ bước nào đến bước nào, với cả mỗi lần build là một cái linh kiện mới. Có thể là main, RAM với cả CPU thì nó vẫn thế thôi. Còn những cái đi kèm là mình mù tịt. Mình kiểu mỗi lần một cái mới là mình lại phải hỏi mọi người. Chiếc ngàm này thì sẽ phù hợp với những CPU Intel thế hệ thứ 12 với socket 1700. Và ngoài ra một điểm mình phải nói thêm về chiếc mainboard Asus này thì mình thấy những dòng Z690 của Asus khá là tâm lý. Khi mà các bạn vẫn có thể sử dụng những chiếc tản nhiệt cũ của socket 1200, bởi vì nó sẽ có hai cái lỗ ốc ở đây để cho các bạn đỡ phải tốn kém thêm một khoản nếu các bạn nâng cấp CPU mà chưa muốn nâng cấp về tản nhiệt. Đó, rất là tiện đúng không? Tiếp đến sẽ là một giai đoạn mà mình cũng cảm thấy không được thích cho lắm, bởi vì là chúng ta sẽ phải lắp cái ngàm này vào trong chiếc mainboard này và mình sẽ phải nâng nó lên và dưới mainboard này trời ơi nhiều chân lắm, rất là đau tay mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướm chiếc ngàm này sao cho vừa vặn với chiếc mainboard này, chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Rồi đây rồi, còn đây rồi. Đấy, lắp xong như này là xong, bây giờ chúng ta sẽ lắp ốc nữa. Không biết là cái này có phải lắp quy tắc dầu X không, nhưng mà mọi người lưu ý mình là thỉnh thoảng ví dụ lắp fan hay gì đấy thì mọi người nên lắp X để cho nó giữ được cái sự cân bằng. Thì chắc là cái này mình cũng sẽ lắp như vậy. Và đây sẽ là tản nhiệt khí của Cooler Master MA624 Steel. Một chiếc tản nhiệt khí khá là to và nó có sẵn một chiếc quạt ở trong này cho mọi người rồi nhá. Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Bây giờ mình sẽ cắm cái fan này vào đã. Rồi sẽ đến cái vỏ cây Cooler Master. Hãy cùng đến với một em. Vỏ cây Cooler Master MB520. Rất là to. Trong cái cây này thì có sẵn 3 fan cho mọi người rồi này. Và với những chiếc vỏ cây có mặt kính như thế này thì các bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những cái linh kiện ở bên trong. Và nếu như các bạn trang bị kiểu RGB các thứ thì sẽ rất là đẹp. Thậm chí các bạn để một màn hình LED ở trong đấy cũng được. Và với kính như này nó rất là dễ vỡ. Thì mọi người hãy sử dụng em đó một cách cẩn thận. Và bây giờ thì trong quá trình lắp mình cũng sẽ lắp một cách cẩn thận, đó là cất cái phần kính này đi để tránh trong quá trình thao tác vỡ mất. Mọi người có nhìn thấy cái góc bên này không? Đây, để mình xoay ra cho mọi người xem. Đây này, đấy là chỗ để chúng vị trí để chúng ta lắp chặn main đấy, mọi người đừng có quên nha. Và vì mình đã niệm thần chú nãy giờ nên là may mắn quá mình không quên lắp chặn main. Thế mọi người ấn một cái vào cho nó kêu tạch cái là được. Cầm ở đây cho nó dễ. Ủa nặng thế. Nặng thế à rồi. Đã xong chiếc main rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với nguồn nhá. Một nguồn cũng đến từ Cooler Master luôn nha mọi người. Nguồn 650W. Nó sẽ là vừa đủ cho bộ PC này, bởi vì i5-12600K thì nó cũng không muốn quá nhiều điện giống như i9-12900K. Với cả là cái con RTX 3060 này, Kaio này thì nó cũng thế, nó không bị quá ngốn quá nhiều điện. Nên chiếc nguồn 650W này sẽ vừa đủ cho các bạn. Vỏ cây lại một xíu để chúng ta khui hộp em cảm.
Asus RTX 3060 Ko. Chiếc tạng này thì có mức giá là khoảng 18 triệu. Chắc là niềm mơ của rất nhiều anh em. Thì chiếc card này mình lựa chọn cho bộ PC này để cho nó không bị đội giá lên quá là nhiều. Gần như chiếc card đó gần như là chiếm một nửa bộ PC rồi còn gì nữa. Chiếc card này cũng tông màu chủ đạo cũng kiểu bạc với cả đen, khá là hợp với vỏ cây, với cả chiếc mainboard của chúng ta hôm nay. Trước khi mà các bạn muốn lắp được chiếc cả màn hình này vào trong mainboard thì chúng ta phải tháo hai slot ở đây đã. Thì lúc nãy mình cũng có ướm thử rồi thì mình sẽ tháo slot số 2 và slot số 3 thì nó sẽ vừa hơn. Mình thì mình thích cái kiểu tháo bằng ốc như này hơn là kiểu nhiều cây là các bạn phải bẻ luôn đúng không? Thì mình cảm thấy như thế hơi bị sót của ấy. Ví dụ nhá, như người ta sẽ bảo là kiểu chưa lắp xong PC mà đã lo bán, nhưng mà cũng đúng. Nghĩa là nếu bạn nào mà yêu công nghệ thì các bạn hay giữ lại hộp viết các thứ để sau này nếu như chúng ta có nhu cầu nâng cấp và cần thay đổi thì cái việc mình trao đổi lại nó cũng dễ dàng hơn. Thì cái việc này nếu mà không phải bẻ mà chỉ lắp ốc như này thì cảm giác trong cái cây nó cũng còn nguyên vẹn và mới hơn. Mình sẽ lắp vào cái khe đầu tiên. Khe này thì nó sẽ là Gen 5, PCIe Gen 5 và X16, thông thường 16. Mình đã nghe tiếng cạch một phát rồi. Ở đây thì cái này thì mình nghĩ mới đầu là nếu mà lắp một cái cảm màn hình mà nó chỉ có một cái thanh PCIe giữ như thế thì mình thấy là nó hơi kiểu nặng ấy. Nhưng mà may quá nó có cái ốc ở đây để cho chúng ta vặn để có thể cố định cạc hơn và nó cũng giảm cái sức nặng cho mainboard. Vậy là gần xong chiếc PC này rồi, chúng ta chỉ cần kết nối với dây PCIe vào trong chiếc cạc màn hình này để cho cạc màn hình có thể chạy được là xong, là mình có thể bật được cái PC này rồi. Đây sẽ là một cổng 8 pin. Xong. Thời khắc lịch sử đã xong, bây giờ chúng ta chỉ cần đi dây là chúng ta có thể bật được chiếc PC này rồi. Túi dây thít đâu rồi nhỉ? Và sau đây sẽ là một màn đòi hỏi tính cẩn thận, khéo léo cũng như là yêu cầu nghệ thuật rất là cao. Đó chính là màn DJ. Đầu tiên DJ cái đầu tiên này đã. Xong rồi mới xoay đến cái đằng sau nhé. Và cuối cùng thì cái giây phút lịch sử này cũng đã đến rồi. Chúng ta sẽ bật lên xem là thực sự cái PC hôm nay mình tự lắp nó có lên được không nhá. 3, 2, 1. Ôi, nó đơn giản. Quá đơn giản. Hiện tại là chưa có vấn đề gì đâu. Fan thì cũng có RGB nhẹ nhàng đấy, trông cũng đẹp đẽ đấy. Đây, xoay lại cho mọi người nhìn rõ hơn tí nhá. Cả của chúng ta cũng có RGB một xíu. Trước mặt các bạn đang là một chiếc màn hình với tỷ lệ chia là 21.9 để có thể ghi lại những hình ảnh sống động về việc là mình sẽ sử dụng chiếc PC i5-12600K này để có thể vừa chơi game và vừa livestream vẫn vô cùng mượt mà. Đấy là mình đoán thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử xem như nào nhá. Mình sẽ sử dụng phần mềm OBS để livestream. Thì mình sẽ sử dụng cả hai tác vụ luôn, đó là cả livestream với cả ghi lại hình ảnh. Và tựa game mình lựa chọn ngày hôm nay đó chính là Call of Duty Warzone Pacific. Các bạn có thể xem cái phần mình setting thì đa số mình sẽ để tất cả, hầu như mình sẽ để ở setting 2 hết để xem là em ấy có thể là cân tốt không nhá. Thì thực sự là mình cũng không phải là một người quá giỏi chơi game, mình cũng chơi khá là ít game. Thì như mình được biết với cái chơi thử lúc nãy thì nó là một game nhập vai sinh tồn gì gì đấy. Thì trước đấy mình cũng có chơi thử PUBG rồi, nhưng mà cách đây rất là lâu rồi và mình cũng chưa giết được ai trong PUBG cả. Thì game này chắc là mình cũng chỉ vàng để cho các bạn xem là sau khi mà sử dụng cả hai tác vụ, cả livestream và cả ghi lại màn hình như thế thì cái việc chơi game chúng ta, hiệu suất chơi game của chúng ta nó sẽ như thế nào, về FPS, về nhiệt độ như thế nào. Các mình đi quay đi đâu nhỉ? Đây. Như này á? Không, không đâm đầu xuống đâu. AK bắn được không? Bắn được không ạ? Đánh giá đầu tiên bởi vì mình cũng không có quá nhiều cái kiến thức chuyên môn, thì mình chỉ thấy là tựa game này em nó cân rất là tốt, rất là mượt đối với con chip CPU i5-12600K này. Các bạn có thể thấy là mức FPS nó sẽ dao động từ khoảng 80 cho đến 100. Khi mà các bạn combat, các bạn xử lý nhiều cái tác vụ một lúc thì nó sẽ rơi vào khoảng 80. Còn khi mà các bạn chỉ loát chạy game bình thường, đi lút đồ các thứ thì nó sẽ rơi vào khoảng 100 hoặc là hơn 100 luôn. Thì mình thấy như thế trong khi mà mình đã chạy cả hai cái tác vụ livestream và ghi hình màn hình, thì mình thấy mức FPS nó sẽ ở mức giá ổn và thậm chí
chí là tốt luôn, bởi vì tựa game này cũng rất là nặng, bởi vì đồ họa của nó cũng đẹp này và ngốn nhiều này. Còn về phần nhiệt độ thì các bạn có thể thấy nhiệt độ của cạc thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 60 độ. Kể cả lúc nãy mình chơi thì nó vẫn là như thế, vẫn là hơn 60 độ thôi, quá là mát, trong khi cái phần trăm sử dụng nó cũng phải lên đến là 99-100% rồi. Còn đối với CPU thì ở đây các bạn thấy là nó hơn 40 độ, gần 50 độ. Cả hai cái nhiệt độ này đều đánh giá là rất là mát. Và tất cả những cái mức setting của mình đều để ở mức 2 hết. Đấy, các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của em i5-12600K 10x16 luồng này như thế nào rồi đúng không? Và mình cũng nói thêm một chút về cái công nghệ Intel Direct Director. Thì nó là một cái công nghệ mới sử dụng cho thế hệ thứ 12 này, để có thể giúp phân chia cái nhân làm việc, cái luồng nhân làm việc nó rõ ràng hơn. Ví dụ nhân mạnh thì sẽ phục vụ để chơi game là 6 nhân mạnh ở đây rồi đúng không? Và 4 nhân yếu là nhân E thì sẽ phục vụ cho các tác vụ là livestream này, rồi ghi hình lại này. Đó, có lẽ là bây giờ mình sẽ phải chuyển sang một cái tựa game khác nhẹ nhàng hơn để cho các bạn thấy được cái sự tăng vọt của FPS với cả các chỉ số nó như thế nào nhá. Bởi vì game này cũng khá là nặng rồi mà chỉ số nó cũng làm chúng ta tương đối hài lòng rồi đấy. Đây, mình đang thử trên cái tựa game đó là CSGO. Thì đây cũng là một tựa game khá là nhẹ nhàng thôi, không muốn quá là nhiều tài nguyên của các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình cái mức FPS của chúng ta đang dao động là hơn 350 FPS, một con số khá là lớn. Và nếu như các bạn không livestream nữa thì có lẽ con số này có thể nhảy vọt lên được, lên đến khoảng 500 FPS mất thôi. Và nó sẽ dao động từ khoảng 340 cho đến 360 khi mà mình chơi game. Khi mà các bạn combat, bắn nhau các thứ thì nó sẽ dao động xuống còn 340. Còn bình thường lúc mà các bạn đi quanh thì nó sẽ rơi vào khoảng trên 350 này, khá là ổn định. Còn nhiệt độ của GPU với cả CPU còn mát hơn cả cái tựa game lúc nãy, bởi vì đơn giản là tựa game này nhẹ hơn mà. Nó sẽ dưới 60 độ luôn, trung bình là như thế. Còn cái tựa game này nó chỉ trên 40 độ một xíu, nó sẽ không đạt lên mức được khoảng 50 độ đâu. Đó, thì đây là hai cái tựa game mình đã test nhanh cho các bạn về khả năng chia nhân xử lý của thế hệ thứ 12 của Intel, và đặc biệt là em Intel i5-12600K này, một trong những chiếc CPU được đánh giá là hiệu năng trên mức giá ổn định nhất hiện nay và đáng mua cho các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn sở hữu những chiếc CPU đến từ Intel thế hệ thứ 12. Tổng giá trị của bộ máy này, không tính setup nha, tổng giá trị của chiếc PC này nó sẽ trên 40 triệu một chút, không quá cháy ví cho tất cả các anh em game thủ hay là các anh em mua về nhu cầu sử dụng làm việc. Và ngoài ra thì những cái linh kiện và cấu hình chi tiết thì mình sẽ để ở cái phần mô tả của video để anh em có thể tham khảo. Và rất là cảm ơn mọi người đã có thể xem đến đây, kiên nhẫn xem đến đây cùng mình trải qua cái quá trình đó là build PC, rồi là thử các tựa game, rồi livestream ở trên con chip này nó như thế nào. Mình đánh giá và mình khẳng định là con chip này rất là mượt và rất là phù hợp cho các anh em nào ví dụ là streamer để có thể sử dụng nó để phục vụ cho công việc nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.